Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Bản.com. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các bạn cách phân biệt sản phẩm bảng với bề mặt bảng từ Hàn Quốc và bề mặt bảng từ Trung Quốc. Tại sao phải phân biệt hai loại bề mặt này? Bởi vì trên thị trường hiện nay có một lượng khá lớn các sản phẩm sử dụng bề mặt bảng từ của Trung Quốc nhưng lại giới thiệu với khách hàng là bề mặt bảng từ của Hàn Quốc. Điều này làm cho khách hàng mua phải sản phẩm bề mặt từ Trung Quốc nhưng lại phải trả với một cái giá tương đương với giá của bề mặt bảng từ Hàn Quốc. Thì trên tay tôi là hai loại bề mặt bảng từ trắng của Hàn Quốc bên tay trái và bề mặt bảng từ trắng của Trung Quốc bên tay phải. Nhìn bằng mắt thường thì chúng ta sẽ không thể thấy sự khác biệt nhau là mấy với hai loại bề mặt này, nhưng chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết xem sao. Như các bạn thấy, trên bề mặt bảng từ Hàn Quốc có in dòng chữ Tân Hà Đông Cúc Korea. Đây là sự kết hợp của Tân Hà, nhà sản xuất bảng lớn nhất Việt Nam, với nhà sản xuất bề mặt bảng hàng đầu của Hàn Quốc để giúp khách hàng dễ dàng nhận biết các sản phẩm bảng từ của Hàn Quốc. Còn đây là bề mặt bảng từ Trung Quốc, không có bất kỳ nhận diện nào trên bề mặt. Để mua được sản phẩm chính hãng, quý khách hàng hãy lựa chọn những sản phẩm có dòng chữ Tân Hà Đông Cúc Courier in trên bề mặt.